một thương hiệu cao cấp mang lại đẳng cấp cho người dùng, đó là Burberry anh em. Thì mời anh em xem những cái bật lửa về thương hiệu này. Đầu tiên là ba chiếc khảm men anh em, với ba màu khác nhau. Trên nắp của nó có logo và được mạ vàng ha, rulo cũng được mạ vàng và mạ vàng trắng đáy làm điểm nhấn luôn, rất là đẹp và thân thì gọn, bật lửa lên rất là dễ dàng anh em ha. Tiếp theo là một chiếc được bọc vàng dạng lip balm, con này thì rất là độc đáo anh em nhớ xem để xem cái hay của nó nè. Mặt sau nó uốn cong nhìn rất là độc đáo luôn. Trên nắp của nó là logo anh em ha, và cái đáy con này rất là đặc biệt, nó có một cái phần đây là phần bảo vệ chống tràn nhiên liệu anh em, và dặn chúng ta xoay không cần ốc vít luôn. Và tiếp theo điều đặc biệt nữa là cái ốc đá dự phòng thì nằm ở kế cái ống đá nha anh em, nó ấn vào và cái ống đá chúng ta xoay ra đấy, rất là dễ dàng, không cần thao tác của những con vít nha anh em. Đó, vặn vào và bây giờ thì chúng ta test lửa nó thôi. Đó, bật lên rất là cao cấp, rất là sang trọng, bật cái là lên lửa cực kỳ nhạy nha anh em nha. Và với bộ sản phẩm này thì em có hai chiếc nón Burberry dành tặng cho anh em nào mua hai chiếc nha. Rồi cảm ơn em đã xem clip của em, và thích em nào thì nhanh chóng liên hệ với em Sam để sở hữu nha. Bye bye.